Dạ vâng, kính thưa quý vị, xứ Nghệ luôn được mọi người biết đến bởi đó là một mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có nhiều làn điệu dân ca, ví dặm hò xu. Đó là nơi có nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều bài thơ, bài hát hay về Nghệ An, Hà Tĩnh. Và không thể không nhắc đến ca khúc của nhạc sĩ Quốc Nam, Liệu Ví Dặm Nhà Em, qua sự thể hiện của Phật tử Minh Nhựa đến từ câu lạc bộ Sức Sống Mới. Xin quý vị cùng thưởng thức. Sống dậy một hôn quê, tôi vì tặng em bài ca lần đầu.